Hello mọi người, sắp đến Tết rồi. Nhiệm vụ của mình là bào xả và xay xả. Ê, đơn sơ không? Ba cái bông dạng thọ. Rồi, dưa hấu, cam. À, bào xả nè. Có cái máy bào. Cái máy bào này là bào ra từng khoanh nhỏ. Rồi cái này á là xay nát. Bây giờ bỏ vô nè. Xay. Tết nay chùa mình đại bún qué nha các bạn. Ai rảnh đi cái con dùng. Biết chưa nào hết. Tết nay ai rảnh ghé chùa mình ăn bún qué nha các bạn. Chùa đại bún qué với lại nước tắc muối. Đơn sơ mộc mạc. Rồi, nhiệm vụ của mình nhỏ nhoi thôi. Xay xả. Nát bét luôn các bạn nha. Nát bét luôn, nhận cái máy này đa năng thiệt. Rồi, móc ra cái bịch. Tiếp theo là công đoạn xay tắc nha các bạn. Khóa lại.